Thời gian một năm trở lại đây, quận Thanh Xuân không chỉ nóng bởi những đám cháy, mà còn nóng bởi việc liên tục mở đường. Mới tháng trước khánh thành con đường thông tới phố đi bộ, còn ngay lúc này, một tuyến đường đẹp hơn, quy mô lớn hơn đang trong quá trình mở rộng. Từ ngõ 162 Nguyễn Tuân cho đến đường Nguyễn Trãi, dự án sẽ giải phóng mặt bằng trên tổng diện tích 14.334m2, với kế hoạch mở rộng mặt cắt ngang lên đến 21m, gồm phần lòng đường 15m và vỉa hè 3m mỗi bên. Cơ hội đang ở trước cửa rồi, chứ không còn xa xôi mông lung như một số dự án bánh vẽ đâu các bác ạ. Liệu đây có phải là kỳ hạ tầng mà các thầy dạy đầu tư bất động sản nào cũng nói đến không hả các bác? Một đoạn đường không dài nhưng tiêu tốn 400 tỷ đồng ngân sách từ thành phố.